Rồi ok, hai chào mọi người, anh em và chào mừng trở lại với channel mình. Thì hôm nay mình sẽ tổng hợp lại những sự kiện mà trong phiên bản cập nhật lần này của Liên Quân Mobile Trung Quốc có những gì nhá. Ok, bắt đầu thôi. Thì cái sự kiện thứ nhất là cái sự kiện anh em đánh đàn để nhận skin này. Đó, sẽ nhận được vào với anh em bấm hàng ngày ấy. Thì mình nhớ là 2-3 ngày này anh em sẽ nhận được skin này luôn. Skin booster ha. Ok, ở đây là cái nhiệm vụ đánh đàn thì anh em sẽ đánh số ở từ dưới này nhìn lên trên, anh em đánh theo số mà được. Cái nhiệm vụ này mình cũng không làm mấy thì mình cũng chưa tìm hiểu ấy. Nhưng mà đủ 10 cái này thì em sẽ nhận được nhé. Đủ 10 cái này. Đây. Ok, cái nhiệm vụ cái sự kiện thứ hai là cái sự kiện là thu thập năng lượng này để nhận được mấy cái skin bên này này. Đó, những skin này. Ok, thì anh em cứ cộng năng lượng bằng cách làm nhiệm vụ hàng ngày thôi. Anh em đánh một trận này, đánh 3355, đánh giải trí, đánh cùng bạn bè này. Đó, thì anh em sẽ nhận được nha. Anh em mở mỗi cái nó sẽ cho anh em tầm tương ứng với số năng lượng này. Đây, anh em tích năng lượng ở đây, xong anh em dùng cái năng lượng đấy, anh em bấm từng cái một để cho nó hiện đủ cái 20/30 này. Anh em bấm một lần nữa. Đó, là được. Đây, vật phẩm thì anh em thể nhận được một trong những vật phẩm này nhá. Ok, ở đây mình nhận được bé quay có báu luôn này. 1 này, 2 này, 3 này. Rồi, một trong những vật phẩm đó bấm vào. Rồi, tiếp tục là bé quay có báu. Rồi, sang bên lô thứ 2, 30-90 này, anh em bấm 3 lần. Ở đây mình hết năng lượng rồi. Đây này, chắc là tí nữa mình sẽ làm xong. Ok, tiếp theo cái nhiệm vụ và nhận skin điêu thuyền nhá. Đây thì anh em cứ mở theo từng phần. Đây là những nhiệm vụ này. Anh em có thể đánh một trận này, đánh một trận hoặc thắng một trận cùng bạn bè gì đấy. Đó, anh em đánh như thế này cho anh em nhận điểm năng lượng. Rồi anh em đây là phần chơi này. Đây, mình thoát ra đây. Anh em nhận điểm năng lượng, anh em mở từng phần này nhé. Rồi sau anh em mở xong phần 1 thì em mở được phần 2. Mở theo thứ tự nhé. Em sẽ mở được phần 3. Đây, tầng 1 thì em sẽ được mảnh ngọc là 500, phần 2 là được 1000, và phần 3 là sẽ nhận được điêu thuyền, là đây mình nhận rồi. Ok. Rồi tiếp theo là nhiệm vụ điểm danh, thì nó vẫn chưa gọi là đổi cái trang phục mới, nó vẫn là trang phục của Slim. Rồi nhiệm vụ cuối cùng là nhiệm vụ của Zina, hôm nay là ngày 19 tháng 6. Đây, mình cho anh em xem thì có nghĩa là hết ngày hôm nay là sẽ kết thúc cái sự kiện này và sẽ sang một cái sự kiện mới. Nhiệm vụ thì mình đã có làm sẵn một cái video để giải thích rồi. Ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ bấm vào phần shop cho anh em xem có những cái gì nhá. Ở đây thì vẫn sẽ mua được 3 vé quay kho báu hàng ngày. Thôi, thẻ đổi tên đã quay lại nhá. Và hiện tại thì anh em có thể mua thẻ đổi tên để đổi tên. Ok. Và vòng quay kho báu thì sẽ 11 ngày nữa sẽ reset vòng quay kho báu và đã mở lại vòng quay đá quý nhá. Rồi và mảnh trang phục đó, anh em nào mà có dư đá quý mà quên chưa mở thì quên chưa đổi thì vào đi đổi luôn đi. Vì lúc nó cập nhật một cái nữa là nó lại đóng nữa thì hơi bị khó chịu đấy. Rồi, mảnh trang phục thì anh em vẫn đổi từ ruby qua mảnh trang phục, xong rồi đổi, xong rồi tích đủ 3 mảnh trang phục rồi đổi trang phục thôi. Đó. Và đặc biệt ở đây mình tìm từ nãy giờ nhưng mà không thấy phần trang bị ngọc ở đâu. Không phải đâu, xóa mất đi phần ngọc thôi, mình chết tở đấy. Đây, đấu hạn thì cũng đã reset lại danh rồi này. Cùng anh em nhận được sẽ là trang phục của Theonat. Ôi, trang phục của Theonat nhé. Đây mình sẽ cho anh em xem luôn trang phục Theonat hiệu ứng như là ngoại hình như là, tại vì mình chưa có rồi, mình chưa test cho anh em xem được. Đâu nhá, phần xạ thủ đâu nhá. Đây Theonat. Đây. Rồi trang phục của Theonat mới này, mô hình hay là ảnh lèn thì cũng thế, nói chung cũng khá đẹp ấy. Anh em thích cái Theonat thì anh em có thể lên lấy về nhá. Ok, mình sẽ chắc chắn là mình ngồi chắc chắn rồi mình sẽ lấy trang phục này về. Rồi đúng các kiểu vẫn như cũ thôi. Đây cái vấn đề là mình không thấy chỗ trang bị ngọc đâu, đây chỉ có phần trang bị này. À đây ngọc, đây ngọc có bao gồm cho phần trang bị luôn. Trang này, đẹp của Blue. Bây giờ anh em đẹp của Blue lên đùi thì nó sẽ có bao gồm cả ngọc luôn nhá. Trong anh em vào trận, có số mệnh mới thì mới là anh em mua số có
đầu tiên anh em sẽ mở sổ ở cấp thường, cái cấp 700 bao nhiêu ruby ấy, sau đó anh em sẽ đây sẽ có phần thêm phần mua cấp nữa, nhưng mà đây mình mua hết rồi, mua một ruby hết rồi. Bây giờ mình sẽ làm nhiệm vụ để lấy cái điểm để quay vòng quay này thôi, vòng quay Elsu này. Ok thì clip của mình chỉ tổng hợp được những cái mà mình tìm hiểu được mà mới ra sự kiện thôi. Anh em mà thấy clip mình hay thì đừng quên để cho mình một like, một share, một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại anh em trong những clip sớm nhất của mình. Bye bye.